nghèo hay giàu thì chúng ta cũng chỉ có một cha mẹ mà thôi. Đừng trì hoãn việc chăm sóc và báo hiếu cha mẹ. Hãy yêu thương và chăm sóc họ khi còn có thể, đừng để sau này phải nuối tiếc. Ghế massage Makano MKGM 20004 giúp tôi như là tôi ở bên ba mẹ xoa bóp mỗi ngày. Nhờ ứng dụng công nghệ AI đỉnh cao cùng liệu pháp trị liệu đông y, hệ thống con lăn 3D và 44 túi khí rải đều khắp cơ thể đã tạo ra 5 thao tác massage: nhào, vỗ, ấn, gõ. Nhào và gõ mô phỏng y như bàn tay thật của các chuyên gia massage. Các thao tác massage kết hợp dây ray dài tới 130cm, kéo dài từ đầu đến mông, được lập trình vô cùng khoa học, thông minh để tạo ra 20 chương trình massage tự động chuyên sâu, có thể điều chỉnh tốc độ mạnh nhẹ theo sở thích, nhu cầu của mỗi người. Lúc đầu mới sử dụng, sẽ dùng các tốc độ nhẹ nhàng, sau đó tăng dần lên để massage thật đã, tác động đến từng cơ khớp để xóa tan mệt mỏi, giảm đau nhức, mất ngủ hiệu quả. Thắt lưng là vị trí hay bị mỏi, đau nhức nên MKGM 20004 đã tích hợp thêm chức năng massage nhiệt 3 cấp độ bằng sợi carbon ở vùng thắt lưng. Chức năng này như massage đá nóng hoặc sông nóng như ở spa. MKGM 20004 không chỉ là ghế massage toàn thân đa năng mà còn rất dễ sử dụng cho mọi đối tượng, nhất là người già nhờ điều khiển bằng tiếng Việt bằng 3 cách. Điều khiển nhanh bằng bàn phím chỗ để tay, LCD cảm ứng và bằng giọng nói. Vừa massage, vừa nghe thêm các bản nhạc du dương nhờ dàn loa cao cấp trong máy bằng kết nối Bluetooth trên điện thoại. Điều này sẽ giúp người già ngủ ngon, thư giãn tinh thần rất hiệu quả. Để đảm bảo sử dụng bền bỉ theo thời gian, ghế massage Makano MKGM 20004 được làm bằng chất liệu cao cấp, bên trong được bọc da PU chống thủy phân. Bên ngoài bằng nhựa ABS nguyên sinh, motor lõi đồng, khung định hình bằng thép không rỉ. Báo hiếu là không phải lúc nào cũng ở bên cha mẹ, mà dù ở bất cứ nơi đâu cũng như có mặt ở nhà chăm sóc cha mẹ nhờ ghế massage Makano MKGM 20004.